Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Sammy. Oh my god, ông đánh tôi ha, để tôi làm gì, tính làm gì tôi. Ây da, trời ơi, ghê quýnh luôn. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã mời Sammy vào đây để quay chung với mình một video Minecraft mọi người ạ. Thì như anh em đọc tiêu đề thì chắc anh em cũng biết hôm nay mình và Sammy sẽ cùng nhau bắt cua trả lời câu hỏi nha mọi người nha. Thì có rất nhiều câu hỏi về gọi là một số thứ trên kênh của mình mà mấy bạn hỏi rất là nhiều, cho nên là hôm nay mình làm video này để trả lời câu hỏi của các bạn nha. Và chủ đề hôm nay sẽ liên quan đến series Bạn gái tôi là phù thủy và phù thủy mạnh nhất. Ok, tôi là phù thủy mạnh nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm clip trả lời câu hỏi của các bạn nha. Rồi Sam hôm nay trả lời câu hỏi chung với tôi nha. Ok, ông này chơi thôi à. Ôi trời đâu. Rồi thì chúng ta cùng nhau vừa bắt cua vừa trả lời câu hỏi nha mấy bạn nha. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu hỏi rất là hot trên kênh của mình dạo gần đây. Tại sao mình lại gọi nó là câu hỏi hot? Là bởi vì là có rất là nhiều bạn hỏi mình. Và video nào, dường như là video nào cũng thấy có những bạn hỏi câu hỏi này. Đó, thì câu hỏi là gì? Thì câu hỏi đó chính là: anh Phong ơi, anh Phong có tiếp tục ra series phù thủy nữa hay không? Tại sao thấy dạo gần đây anh Phong không ra video về phù thủy nữa? Cho nên là có rất nhiều bạn hỏi mình câu hỏi này luôn. Và thật sự nó là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trên kênh của mình luôn. Thì thật sự là khi mà nghe các bạn hỏi mình câu hỏi này á, cái đầu tiên mà mình suy nghĩ đến này biết là gì không? Đó chính là mình rất là buồn luôn bạn ơi. Mình thật sự rất là buồn luôn. Mấy bạn biết tại sao mình buồn hay không? Là bởi vì hôm nay mình đành phải thông báo cho anh em một cái thông báo. Đó chính là series phù thủy sẽ phải tạm dừng ra mắt tập tiếp theo các bạn ơi. Tạm dừng ra mắt thôi nha. Tạm dừng ra mắt chứ không phải là vĩnh viễn không có tập tiếp theo nha các bạn nha. Ấy, lý do vì sao mà gọi là series phù thủy là vì tạm dừng ra mắt là do các bạn lý do đầu tiên nha, thì mình sẽ nói cho anh em biết lý do đầu tiên. Đó chính là máy tính của mình bị hỏng mọi người ạ. Như anh em nào mà có xem cái kênh YouTube của mình thì anh em nào mà xem cái tập mà có một cái vlog mà mình đã đăng rồi đó, cái đó chính là vlog mà Phong Cận đi mua dàn PC mới á các bạn. Dàn PC 200 triệu á. Đấy, thì dàn PC đó là mình được gọi là Hero Team tặng mọi người ạ. Thì lý do vì sao mà Hero Team phải tặng cho mình dàn PC mới là do là PC cũ của mình hiện tại nó đã bị hỏng mất tiêu rồi. Nó không thể nào ra video được cho các bạn xem. Cho nên là mình phải gọi là mua dàn PC mới. Và mấy bạn biết đó, khi mua dàn PC mới thì tất nhiên rồi, mua dàn PC mới xong cái là máy tính của mình nó bị xóa hết tất cả dữ liệu và không thể nào mà có thể quay video được tập tiếp theo cho các bạn xem. Cái đó là lý do đầu tiên. Và cái lý do thứ hai á bạn, thì mình sẽ nói cho bạn biết luôn, đó chính là lý do thứ hai là do máy tính của mình bị hỏng. Nó liên quan đến cái máy tính hỏng nha các bạn nha. Do máy tính của mình bị hỏng cho nên là tất cả những dữ liệu video cũ của mình đều đã bị xóa sạch hết. Có nghĩa là khi mà mình quay một cái series nào đó các bạn, thì bình thường khi mà người ta quay nha, là người ta quay tập nào ta sẽ đăng tập đó lên. Còn mình á thì mình tính mình rất là kỹ, là mình thường sẽ quay rất là nhiều tập trước, sau đó mình mới ra tập đầu tiên. Chẳng hạn như là khi mà mình quay, khi mà mấy bạn đang xem tập 1 trên YouTube đi, thì có nghĩa là mình đã quay đến tập 3 rồi mình mới đăng tập 1 lên á. Ok. Nhưng mà thật xui xẻo làm sao, máy tính của mình hôm đó mình đang quay thì đã được hình như là series phù thủy, tôi là phù thủy mạnh nhất, là đến tập mấy rồi Sam? Hình như là tập 8 hay tập 9 không chạy nhớ rồi đúng không? Tập 8 hay tập 9 gì đó thì hình như là vậy, không biết, mình không nhớ nữa. Nhưng mà hôm đó mình đang quay tập tiếp theo các bạn ạ. Thì máy tính của mình nó bị hỏng và thế là toàn bộ những cái gì mình quay nó đã bị xóa sạch hết. Đó là lý do vì sao mà mình không thể ra tập tiếp theo cho các bạn xem được. Và nếu như muốn quay lại thì sẽ rất là lâu luôn, rất là cực luôn. Đấy, rồi ok. Và lý do thứ ba nữa đó chính là gọi là khi mấy bạn quay trong Minecraft thì chắc bạn cũng biết là chúng ta cần phải có mod nè, cần phải có map trong Minecraft nè, đấy thì mình mới quay được. Giống như là cái map lâu đài á bạn, thì cái map lâu đài á thì mình tải ở trên mạng về thôi, nhưng mà trong đó mình đã setup rất là nhiều thứ rồi, nào là nhà của mình, nào là phòng của học sinh các kiểu nữa. Cho nên nó là bây giờ mà muốn quay lại á thì chúng ta cần phải tải lại, cần phải xây lại luôn mọi thứ đó, cho nên là sẽ rất là lâu luôn. Mà bạn biết rồi, xây dựng trong Minecraft á thì sẽ xây từng block, đặt từng block ra như thế này nè, sẽ rất là lâu và không thể nào xây lại được. Rất là mệt luôn.
Ôi, mà từ nãy giờ tính ra có mỗi mình tôi kể chuyện thôi, có mình tôi trả lời câu hỏi thôi, sao không trả lời gì hết sao? Ôi, không có ngoại tôi đâu, phải ngoại tôi chứ, để tôi trả lời cho. À, vậy hả? Ok. Rồi đó các bạn, thì đó chính là ba lý do vì sao mà series phù thủy hiện tại chưa có tập tiếp theo các bạn. Đầu tiên là máy bị hư, tiếp theo là toàn bộ video đó bị xóa hết. Và lý do thứ ba nữa là người ta muốn quay lại tập tiếp theo thì chúng ta phải có map nè, phải có mod nè, nhưng mà để có thể kiếm lại được những cái mod, những cái map đó thì không thể nào kiếm lại được nữa các bạn à. Tại vì máy tính cũ bị hỏng rồi, không bao giờ có thể kiếm lại được đâu. Hay, buồn quá. Rồi ok bạn ơi, thì câu hỏi tiếp theo đó mà mấy bạn hỏi mình đó chính là: anh Phong ơi, liệu rằng series phù thủy có tiếp tục ra tập mới hay không anh? Thì như hồi nãy mình đã trả lời đó, hồi nãy là mình trả lời câu hỏi là lý do vì sao mà series phù thủy chưa có tập mới, thì trong đó cũng đã có câu trả lời của cái câu hỏi là có ra tập tiếp theo hay không á. Thì đó chính là có nha các bạn nha. Series phù thủy là một cái series gì đó mà có thể nói là một series rất thành công của mình ở bên Minecraft luôn. Bởi vì là phải nói rằng là cái rất là nhiều bạn gọi là hóng chờ, và có rất là nhiều bạn xem công chiếu của video luôn. Video lên công chiếu có thể lên tới tận 30.000, 40.000 người xem công chiếu luôn. Thực sự đó là một con số rất là thành công, và bất cứ một YouTuber nào cũng rất là mong muốn con số đó. Thực sự không phải ai công chiếu cũng được 30-40.000 người xem đâu bạn ơi. Thực sự là con số cực kỳ kinh khủng luôn. Và mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều khi các bạn đã luôn ủng hộ mình và xem cái series đó của mình. Thì series phù thủy vẫn sẽ tiếp tục nha, bởi vì là nó là một cái gì đó gọi là tinh thần của mình, một cái gì đó gọi là đứa con tinh thần của mình, mình không thể nào bỏ nó được đâu. Nhưng mà chỉ là hơi buồn một tí là sẽ hơi lâu ra tập mới nha các bạn nha. Nó có nghĩa là ví dụ như là bình thường đi, một tuần mình sẽ ra tầm 3-4 tập gì đó, thì bây giờ một tuần chỉ có thể ra được tầm một tập hoặc là hai tuần một tập thôi nha các bạn nha. Hơi buồn một chút, nhưng mà không sao, dù gì thì mình vẫn sẽ cố gắng để ra tập tiếp theo cho các bạn xem. Bởi vì là vẫn chưa giết được tên người ta phù thủy hắc ám mà, cho nên là chúa tể bóng đêm, cho nên là chưa thể nào kết thúc series được hả. Series hay mà đúng không, cho nên là cần phải có tập cuối cùng để kết thúc series chứ đúng không nào. Ok rồi, và câu hỏi tiếp theo đó chính là hình như là hết câu hỏi về phù thủy rồi thì phải. Và cái tiếp theo mà mình muốn thông báo cho bạn biết trong video này đó chính là để gọi là xin lỗi các bạn vì series phù thủy phải dừng lại, thì Phong đã có một quyết định mới. Đó chính là thay vì chúng ta ngồi chờ đợi để ra tập tiếp theo của phù thủy, thì tại sao chúng ta lại không ra một series mới cho bạn fan xem, đúng không nào? Đúng không Sam? Quá đúng. Trời, quá đúng luôn đúng không? Cái điểm okay. Mới hơi hay với bạn. Thì sẽ có rất nhiều bạn bảo mình là: thôi anh ơi, em chỉ thích coi phù thủy à, em thích coi series phù thủy à, chứ không coi series mới đâu, kiểu hới không. Nhưng mà mấy bạn tin mình đi, series mới không hay, không lấy tiền à, mà có hay cũng đâu được lấy tiền đâu, tại YouTube coi miễn phí mà. Ok, thì series mới này của mình phải nói là một cái series sẽ rất là đặc biệt luôn, và mình đảm bảo với bạn á là sẽ có rất là nhiều bạn thích cái series này, bởi vì nó hay không thua gì series phù thủy cả. Đấy, cho nên là bạn hãy yên tâm về cái độ hay của series mới này nha. Ok. Rồi, thì series mới có tên là gì? Thì mình sẽ bật mí luôn cho bạn, đó chính là Trái Tim Robot. À, nghe thôi là bạn đã biết rằng là series này sẽ nói về cái gì đúng không? Đó, thì mình sẽ kể cho bạn nghe một chút nha. Thì series này sẽ kể về một chàng trai tên là Phong Cận gặp được một cô bé, một cô bé tên là Sammy. Nhưng cô bé Sammy này lại là một con robot mọi người ơi. Một con robot nha. Ít Sam, tính ra bà đóng nhiều vai quá ha. Lúc thì bà là phù thủy nè, giờ là bà là robot. Nhiều vai vậy sao? À, mà đủ các bạn là vai mình là vai phản diện hay là vai người tốt đó, đủ các bạn đúng không? Tụi mình sẽ chỉ không spoil nhiều đâu. Đố các bạn là Sammy là phản diện hay là người tốt, mấy bạn hãy bình luận lại nha. Đấy, ok. Thì series lần này á, mình đã nói rồi thì nó sẽ rất là hay luôn. Ơi Sam, 21 tôi cho bà làm gì ta? Lúc bà làm gì ta? Phù thủy lúc bà làm robot thì hay, bữa nào tôi cho bà làm bà chặn được không? Ủa gì vậy? Trời đất ơi, trời, tôi hiền diệu cute đáng yêu này, mà sao mà làm bà chàng được? Không được đâu, không hợp nhau. Ôi, bà mà hiền, bà quýnh tôi hoài luôn, bà mà hiền, trời ơi. Hiền mà, hiền chết đâu luôn á. Hiền lắm luôn á hả? Đúng rồi, hiền lắm. Ừ, hiền lắm. Đó. Trời ơi, bực quá, chỗ này nhảy từ nãy giờ hôm qua bạn ơi, bực ghê luôn á. Thôi, bực quá, không nhảy đâu. Ok bạn ơi, thì đó, mình xin thông báo với anh em là series phù thủy. Cần tôi giúp không? Tôi giúp cho. Thôi, không cần đâu, tôi không nhảy nữa. Trời, bà... ai cho bà chỉnh sáng tạo vậy hả? Hả? Đồ chơi game.
Ủa thì có gì đâu, cái này có ai cấm đâu rồi. Ok Phong, mời ông lên. Đúng chết gian, nhưng mà thôi tôi vẫn qua. Ok đúng bạn rồi. Ơi, thì đó mình đã ra thông báo cho anh em rồi đó. Đó chính là series Phù Thủy sắp tới sẽ tạm dừng ra mắt để mở cửa cho một series mới mang tên Trái Tim Robot, cởi về chàng trai đẹp trai nhất hành tinh thế giới vũ trụ Minecraft Phong Cận và cô bé robot Sammy. Và câu chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào? Liệu rằng robot Sammy là vai phản diện hay là người tốt? Thì bạn hãy nhớ đón xem series mới của mình nhé. Và mình hy vọng rằng là cái series robot lần này của mình sẽ được mấy bạn yêu mến và ủng hộ giống như là series Phù Thủy nha. Thực sự là series Phù Thủy nó là một cái series gì đó rất là thành công đối với mình rồi. Và nó chính là một cái món quà tinh thần của mấy bạn dành cho mình. Thực sự là có rất nhiều bạn xem cái series Phù Thủy và mình rất là vui luôn khi mấy bạn ủng hộ series Phù Thủy. Và đó là lý do vì sao mà sắp tới này series robot mình vẫn sẽ hy vọng mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ nó giống như là ủng hộ series Phù Thủy nha. Hãy chia sẻ, like và subscribe đăng ký kênh để đăng lên chia sẻ video lên Facebook các kiểu ủng hộ cho mình nha. Rồi và cùng hóng chờ xem coi liệu rằng series robot lần này sẽ như thế nào nha các bạn nha. Và ngày tâm hay không, liệu rằng có giống như là phim Marvel bơm tấn hay không ấy. Rồi ok. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video này và hẹn gặp mấy bạn ở series mới Trái Tim Robot nha. Và những bạn nào mà yêu thích cái series Phù Thủy á, thì mình hy vọng rằng mấy bạn cũng đừng có buồn khi series phải tạm dừng lại nha. Mình hứa với các bạn là chắc chắn sẽ có tập tiếp theo của Phù Thủy, nhưng mà tất nhiên rồi là sẽ hơi lâu một tí mới có thôi, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ mà có chuyện phong bỏ series Phù Thủy đó nha, vẫn sẽ có tập tiếp theo nha. Ok. Còn chừng chờ gì nữa nào mà không đón chờ series mới của Phong Trái Tim Robot. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye. À quên, ngày ra mắt phim Trái Tim Robot là ngày bao nhiêu thì mình sẽ bật mí ở trên Facebook của mình nha. Đấy, mình sẽ đăng trên Facebook nha. Những bạn nào chưa theo dõi Facebook của mình hãy theo dõi nha. Phong sẽ để ở bên dưới phần mô tả để mấy bạn phần mô tả và bình luận là Facebook của Phong, mấy bạn hãy bấm vào để follow Phong để biết ngày ra mắt series mới là ngày nào nha. Bye bye.